Chào các bạn, hôm nay mình trải nghiệm một cái shopping mall ở Bangkok nha các bạn. Đó là cái Terminal 21 đó các bạn. Nó nằm ở Asok nha các bạn. Bây giờ mình đang tiến dần về cái trạm BTS là tàu điện ở trên không đó các bạn, của cái ga là Jakob-Ort nha các bạn. Mình đang tiến vào cái phòng mua vé này các bạn, để mình đi về cái trạm Asok. Các bạn thấy không, cái trạm này là Jakob-Ort. Bây giờ mình sẽ vô mua vé các bạn ơi. Bây giờ là trưa nha các bạn, bây giờ là 1 giờ chiều. Không khí ở đây nó cũng yên bình, cũng ít người các bạn ơi. Nãy giờ là giờ trưa, mình sẽ trải nghiệm cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình sắp hàng mua vé nha các bạn. Mình đến phòng vé đây. Asok khung điêu. Sao lại? Mình đã mua vé rồi đó các bạn ơi. Mấy bên lái. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nha các bạn. Mình đã có cái vé rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi vào cái BCS để mà mình về cái trạm Asok nha các bạn. Ở đó có cái shopping mall Terminal 21, cũng rất nổi tiếng ở Bangkok đó các bạn. Thôi mình vào các bạn ơi. Mình gọi thẻ vô đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đến cái khu vực của cái trạm tàu điện trên không để mình đi nha các bạn. Đây có cầu thang cuốn này các bạn ơi. Mình đang chờ tàu điện trên không này các bạn. Bây giờ là 1:40 á, thành ra vắng khách đấy các bạn ơi. Mình sẽ đi tới trạm Asok. Mời các bạn đồng hành với mình nha. Giờ này giờ trưa đó các bạn, cho nên cái BTS này nó cũng vắng người. Chứ giờ cao điểm nè cũng đông lắm các bạn ơi. Và nhất là cuối tuần đấy các bạn, rất là đông luôn. Ở đây phương tiện giao thông nhiều lắm các bạn ơi. Tàu điện trên không là BTS, nó có tàu điện ngầm nữa các bạn, MRT, tàu điện ngầm. Ngoài ra còn những cái phương tiện giao thông khác như là xe buýt, taxi, túc túc, vân vân. Nhưng mà Bangkok vẫn kẹt xe dữ dội như các bạn. Thủ đô này là kẹt xe nổi tiếng luôn các bạn ơi. Ở giờ cao điểm là xe buýt là phải chạy trên freeway đó các bạn, cao tốc đó. Tàu điện đã tới rồi, nhưng mà tàu đó không phải của mình đi nha các bạn. Của mình đi là về Khe Ha, ghé trạm Asok. Còn cái này là cái tàu đi khu Khót. Khu Khót Lâm Lúc Ca đó các bạn ơi. Mình đang chờ cái tàu khác đi ngược lại nha các bạn. Đây các bạn thấy tàu điện trên không không? Ở đây chỉ vài phút là có chuyến đi tới rồi các bạn ơi, nhanh lắm. Nhưng mà bây giờ là giờ trưa, thành ra nó hơi thưa chút xíu, chứ giờ cao điểm này kia đó là nhanh lắm các bạn, chỉ mấy phút là có tàu thôi. Đây các bạn thấy rồi, bạn thấy tàu đến rồi không? Thôi mình sẽ lên cái tàu này nha các bạn. Trong khi lên tàu đi thì mình sẽ review cho các bạn thấy cái cảnh của thủ đô Bangkok ở trên không nha các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi. Rồi mời các bạn đồng hành với mình nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình lên tàu đây các bạn. Đây, mình bước lên tàu đây các bạn ơi.
Rồi mình đã lên tới tàu rồi các bạn. Bây giờ mình gần tới rồi đó các bạn, mình sẽ ghé cái trạm Asok để mình review cái terminal 21 cho các bạn xem nha. Xe tàu điện trên không bây giờ nó đang đi về cái trạm Asok đó các bạn. Sau đó mình sẽ vào khám phá cái terminal 21 nha các bạn. Xem coi cái shopping mall này nó đẹp không, nó cỡ như giống như cái những cái trung tâm thương mại khác không. Mời các bạn theo dõi với mình nha. Rồi mình tới rồi đó các bạn ơi, giờ mình đang xuống trạm nè. Rồi mình đã rời khỏi rồi các bạn. Đây mình đã xuống tàu điện trên không rồi các bạn ơi. Bây giờ trước mặt mình là cái đồng hồ đó, giờ 2:30 đó các bạn ơi, 2:30 chiều. Bây giờ mình sẽ đi xuống để mà khám phá Terminal 21 nha các bạn. Một cái shop mall rất là nổi tiếng này, bên hông nó có để nè các bạn, để là Terminal 21 đấy các bạn thấy chưa. Mình sẽ đi trải nghiệm với các bạn. Bây giờ mình đang đi xuống đây. Trạm này là trạm Asok nha các bạn. Mình từ Đà Lạt Sivamun mình tới đây bằng BTS là Skytrain đó các bạn. Ở đây nhiều hướng đi lắm nha các bạn. Các bạn có thể đi tàu điện ngầm hoặc có thể đi xe buýt, vân vân, nhiều lắm. Mình thì mình đi BTS nha các bạn. Bên trái mình đó là Terminal 21 đó các bạn. Bây giờ mình đi xuống nha các bạn ơi. Bây giờ là mình sắp rời khỏi cái trạm BTS Asok rồi các bạn. Trên tay mình là đang cầm cái thẻ này các bạn ơi. Mình sẽ trả thẻ để mình đi ra tham quan Terminal 21 nha các bạn. Bên trái mình này các bạn thấy không, bên phải xin lỗi, bên phải mình Terminal 21 đó các bạn. Một chút xíu mình sẽ qua bển nha. Rồi bây giờ mình trả thẻ mình ra các bạn ơi. Rồi thôi mình ra nha các bạn. Đây mình sẽ trả thẻ. Rồi mình đã rời khỏi trạm BTS rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng qua Terminal 21. Bây giờ là bắt đầu khách đông lại rồi đó các bạn. Các bạn thấy là sắp hàng không? Mình đang rời khỏi cái BTS cái trạm Asok này các bạn. Và trước mặt mình là cái shopping mall Terminal 21 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái 5 tầng của cái Terminal 21 cho các bạn xem nha. Mình đang đứng ở trạm BTS Asok này các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình vào mình tham quan cái Terminal 21 nha các bạn. Các bạn thấy không? Để mình quay cho các bạn xem.
mời các bạn trải nghiệm với mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, chào mừng các bạn tới với Terminal 21 nha các bạn. Để mình review sơ sơ ở dưới ngoài để cho các bạn thấy ha. Đây, các bạn nhớ nha, Terminal 21 nó nằm ở cái trạm tàu điện trên không Asoc nha các bạn. À, hành lang ở trang trí rất là đẹp luôn, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều tầng luôn.